Alo, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 Xinh Đẹp. Các bạn ơi, người ta thường nói mùng 1 sáng sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Nhưng mà hôm nay là thứ hai đầu tuần. Mình chúc các bạn đầu tuần tràn đầy năng lượng, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, bình an trong mùa dịch. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một video làm trai có nên tìm vợ giàu để lấy không. Video này tính chất chia sẻ cho nó vui, không đụng độ ai. Nếu như có đụng độ, các bạn cũng đừng tự ái các bạn nhé. Video này mang tính chất chia sẻ cho nó vui thôi. Và bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính. Mình hỏi các bạn, đấng mày râu, các bạn có nên tìm phụ nữ giàu để lấy không? Chắc chắn là cũng có phần có và cũng có phần không. Cái phần có thì mình chia sẻ phần có trước nhé. Phần có là có thể các cái cánh mày râu mà cũng kém tài đi, mình cứ dùng cái từ kém tài đi, hoặc là hám giàu đi, thích lấy vợ giàu để được nương tựa, được nhờ. Nhưng mà các cụ ngày xưa có câu làm trai cái gì nhỉ, trai ăn không, trai tay không cũng không ăn nhờ vợ, gái 8 vạn nghìn tư cũng phải ăn nhờ chồng. Đó là cái câu phương ngôn của các cụ ngày xưa, nhưng mình thấy cũng có phần đúng. Bởi vì làm trai, mình là phụ nữ đây, nhưng mình sẽ phân tích về đàn ông trước. Làm trai mà hám vợ giàu để được nhờ rất cực. Rất số ít là có người phụ nữ người ta thông cảm và người ta thương. Cái người chồng nghèo người ta mới tìm lấy mình, và người ta cũng tôn trọng hoặc người ta yêu thương cái người chồng đấy. Và có thể là cái người phụ nữ đấy giàu, danh giá, nhưng mà có phần kiêu ngạo, cho nên nhiều các anh không dám màng tới. Và một cái việc nữa là có thể cái cô đấy giàu, nhưng mà cái chuyện tình duyên thì lại khó gặp được người mà như mình kén chọn, nên đành phải chấp nhận anh chồng nghèo. Nó có rất nhiều dạng các bạn ạ. Còn bình thường là lấy chồng, lấy vợ giàu thì nó có nhiều cái cực lắm. Mình thì mình không hoàn trong hoàn cảnh đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ngoài xã hội rất nhiều, rất nhiều nhé các bạn. Các bạn công nhận với mình điều ấy không nào? Hay là cái bảo cái bà U70 này già nói lung tung, nói luyên thuyên. Xin lỗi các bạn trước nhé, xin lỗi nhiều. Và bình thường cũng giống như là làm rể, các cụ thường có câu đấy, con trai làm rể thì như chó nằm gầm trạng. Có những cái phân biệt rất là rõ ràng. Vì sao lại thế? Bởi vì các cụ ngày xưa thường nói dâu là con, mà rể thì là khách. Bởi vì con dâu làm dâu là nghĩa vụ rồi, nhưng mà làm rể thì nó không phải là nghĩa vụ. Trên hai cái nó trái ngược nhau hoàn toàn. Trên các cụ phương ngôn mới có câu như thế, mình thấy cũng đúng. Còn bây giờ mình đi vào phân tích của người phụ nữ giàu nhé. Từ từ mình nói chưa hết về đàn ông đó. Đàn ông ấy, người ta chấp nhận, người ta bất tài vô dụng,
Người ta tìm người phụ nữ giàu để được nhờ, nhưng mà phải chịu cái lép vế, chịu cái sự, mình phải dùng cái từ là khinh rẻ của người vợ, nhưng mà vẫn phải chịu, bởi vì mình đã chọn rồi mà, mình chọn nên mình phải chấp nhận. Và đây là phân tích về cương vị người đàn ông. Còn bây giờ mình sẽ phân tích cương vị một người đàn bà, một người phụ nữ. Phụ nữ thì ai cũng muốn lấy được tấm chồng gánh vác giang sơn. Một người chồng sức dài vai rộng, mà người ta thường nói là người chồng là trụ cột gia đình và là một bờ vai vững chắc để cho người vợ được dựa, được nhờ. Nhưng mà ngược lại, cái người vợ đấy giỏi giang, giàu có, nhưng cũng kén chọn mãi, cũng không được một người chồng như mình muốn. Có thể là cô đấy cũng ta đây giàu có, kiêu ngạo, hoặc là có những người đàn ông người ta sợ, người ta thấy một người vợ giỏi giang, giàu có, họ sợ, họ không dám với. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thì bình thường là người ta ngang tài, ngang sức thì người ta mới dám đến với nhau. Còn nó chênh lệch thì khó. Nhưng mà cái người phụ nữ này tìm mãi không ra. Có thể là ông trời cũng không cho ai tất cả, đúng không các bạn? Người được mặt nọ thì mất mặt kia. Ông trời đã cho cô ấy giỏi giang giàu có rồi thì ông trời sẽ không cho cô ấy một chọn được một ông chồng trụ cột gia đình, là một bờ vai vững chắc để cho người vợ được dựa, được nhờ. Nếu mà thế thì ăn hết của thiên hạ, đúng không các bạn? Chính vì vậy nên cô vợ, người vợ, người phụ nữ kiếm mãi không ra một người tương xứng, và cuối cùng phải chấp nhận một người chồng hèn, bất tài, vô dụng làm chồng. Mà nhiều khi trong cái cuộc sống nó không được cân đối như thế. Rất nhiều những cái sự đụng độ mỗi khi va chạm vợ chồng là cô vợ lại cất lên một tiếng. Anh là một cái dạng bất tài, vô dụng, rất buồn, rất đau khổ. Chỉ trừ cái ông chồng nào mà ông ấy xác định rằng lúc trước ông ấy đã muốn tìm một cô vợ giàu có để được dựa, được nhờ, ông ấy xác định được rồi thì ông ấy sẽ phải chấp nhận những cái lời nói của vợ nó không được vào tai, thì cũng phải chấp nhận mà đóng vai là lì đóng vai lì. Và có thể nói là vợ mình chửi, vợ mình nói, thiên hạ có nói đâu mà thiệt, kệ đi, cho bà ấy hơn, không sao, thì mới sống được, mới tồn tại được, đúng không các bạn? Trên cuộc đời này nó có rất là nhiều những cái mà không ai lường trước được. Không ai lường trước được những cái mà sự cố của vợ chồng nó xảy ra, nó muôn hình muôn vẻ lắm. Thì cái video này mình chia sẻ tính chất là vui, không mang tính chất chỉ trích một ai các bạn nhé. Mong các bạn xem, thông cảm và ủng hộ. Ai là mới thì đăng ký kênh, và nếu thấy hay thì cho mình xin một like và chia sẻ cho nhiều người được biết. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn ủng hộ và cùng mình đồng hành, cùng U70 đồng hành đến khi nào mình không làm nữa thì thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bye bye. Hẹn gặp các bạn video sau. Bye bye.